Xin kính chào quý vị nhà đầu tư, chào quý vị, chào anh em. Thì như chúng ta tham gia trên thị trường chứng khoán thì cái điều hiểu về các cái lệnh giao dịch là một điều tiên quyết và bắt buộc để chúng ta sử dụng sao cho nó phù hợp và hiệu quả nhất. Rất nhiều các anh chị chưa hiểu lệnh thế nào và đặt lệnh gặp phải những cái vấn đề, ví dụ có thể không khớp được cơ hội chẳng hạn, nhỡ mất cái cơ hội của mình. Rồi rất nhiều anh chị mua lại đặt lệnh nhầm và cuối cùng giá cổ phiếu bị rất là cảm. Thành ra là thiệt hại có thể lên đến 5-7% mà nhân với số lượng lớn lên thì nó cũng không hề đơn giản. Chính vì thế hôm nay thay mặt cho EZFIN Việt Nam thì tôi sẽ truyền tải đến quý vị và các anh chị em, đó là các loại lệnh thường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là quy định gồm những loại lệnh như thế nào. Thì ở dưới đây này, chúng tôi có một cái bảng các lệnh giao dịch trên 3 sàn giao dịch chứng khoán. Thì đầu tiên là sàn. Sàn thì gồm ở Việt Nam hiện nay tính đến đầu 2021 có 3 sàn. Đó là sàn HOSE hay người ta còn gọi là VN Index đấy. VN Index chính là cái HOSE này. Thứ hai là sàn Hà Nội là HNX. Thứ ba là Upcom. Upcom thì cũng thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhưng mà nó là một cái sàn riêng. Thì có những cái đặc điểm khác nhau. Tiếp theo về ghi chú ở dưới đây, đầu tiên là phiên định kỳ, tức là màu tím. Định kỳ ở đây tức là tất cả các quý vị và các bạn bỏ lệnh vào đây, cứ bỏ lệnh mua, giống như kiểu là đấu giá đất ấy. Theo quý vị và các bạn tất cả bỏ vào đấy đấu giá, thế thành ra cuối cùng người ta mới mở ra xem giá nào là giá khớp được nhiều nhất và phù hợp với mức đặt mua của quý vị và các bạn, thì lúc ý nó sẽ khớp. Đấy gọi là phiên định kỳ. Nó cũng giống như quý vị đi đấu giá, bỏ phiếu vào đấu giá ấy. Thì nó diễn ra như thế nào thì ở phía trên này tôi sẽ nói sau. Tiếp theo về cái màu xanh này là biểu hiện cho cái phiên khớp lệnh liên tục. Liên tục tức là không phải đấu giá nữa, mà là quý vị đi mua đất, ra gặp người ta bán giá bao nhiêu, quý vị thích đặt phát mua thì khớp luôn, không cần phải chờ đợi thời gian gì. Hay là người ta bán chẳng hạn, người ta thấy có ai mua người ta bán cái khớp luôn, chứ không phải là chờ thời hạn thời gian gì cả. Thì đấy gọi là liên tục, Và tiếp theo cái màu vàng này là biểu hiện cho sự gọi là nghỉ trưa thì thời gian như nào. Và tiếp theo cái màu đỏ gạch này thì là phiên ngoài giờ, tức là nó không phải là chính thức thì nó gọi là ngoài giờ đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các lệnh như sau. Đầu tiên đó là lệnh ATO, viết tắt từ Other Opening, tức là tại cái thời điểm mở cửa. Thì nó là mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. Tức là nếu quý vị và các bạn ví dụ đặt lệnh mua cổ phiếu FPT, đặt ATO, tức là hiển nhiên là quý vị đặt đấy mức giá nào quý vị cũng bán, tức là sàn cũng bán, và giá trị hiệu lực của nó còn cao hơn cả mức giá sàn cả. Tức là bằng mức giá nào cũng bán, đúng không? Thì quý vị, tức là mình phó mặc cho cái thị trường ấy. Lắm lúc phó mặc này không hẳn là bị bán giá thấp đâu nhá, bởi vì bên mua họ này nhiều hơn, họ này phó mặc ngược lại mức mua chẳng hạn, họ đặt mua ATO chẳng hạn, thì giá nào họ cũng chấp nhận. Thế thành ra mức ATO là quý vị rất muốn bán, quý vị ok không quan tâm đến giá thì quý vị đặt luôn ATO, được chưa? Đó là mức mua hoặc bán tại giá mở cửa, Other Opening. Tiếp theo có mức gọi là ATC. ATC là mua hoặc bán tại mức giá đóng cửa. Ngược lại lúc đóng cửa thì quý vị đặt ATC, tức là giá nào tôi cũng bán, hoặc giá nào tôi cũng mua tại mức đóng cửa này. Đó, thì đấy là ATC. Lệnh LO tức là lệnh giới hạn, tức là limit order, tức là giới hạn ở đây này. Quý vị muốn mua cổ phiếu FPT, quý vị ạ, tôi 61 tôi mới mua, tôi không mua giá cao hơn. Thế là quý vị đặt mua 10.000 FPT giá 61 chẳng hạn. Thế là có ai bán giá 61 thì quý vị khớp, hoặc ai bán giá 60.5 thì quý vị khớp, chứ quý vị không khớp giá cao hơn giá 61 thì đấy gọi là giới hạn. Ngược lại với mức mua, mức bán thế, quý vị bán giá 61 thì người mua phải cao hơn 61 thì quý vị mới bán, hoặc bằng 61 thì mới bán. Đó. Rồi tiếp theo có lệnh MP, tức là lệnh thị trường, tức là quý vị không quan tâm là giá thị trường nào bao nhiêu, mua FPT, lệnh MP thì ngay lập tức ở trên thị trường có ai bán cổ phiếu giá bao nhiêu quý vị mua luôn. Đó, mua luôn. Thì cái MP nó khác ATO, ATC ở chỗ là MP nó diễn ra ở phiên liên tục. Đấy, còn ATO và ATC là diễn ra ở lúc mở cửa và lúc đóng cửa. Tiếp theo là lệnh MOK. Đúng không? Thì tức là quý vị đặt lệnh MOK, tức là khớp ở trên thị trường, nhưng mà nếu không khớp được hết thì sẽ hủy toàn bộ lệnh. Tức là ví dụ quý vị đặt mua 1 triệu FPT mà trên sàn nó có 900.000, thì không khớp thì hủy hết,
không khớp thế nào. Tiếp theo là lệnh MAK, tức là nếu không khớp hết thì sẽ hủy phần còn lại. Thưa quý vị, đặt 1 triệu mà ở trên sàn bán được 900, thế là khớp được 900, còn 100 nó hủy. Tiếp theo là lệnh MTL, tức là nếu không được khớp hết thì sẽ chuyển phần còn lại sang lệnh giới hạn, tức là lệnh giới hạn, tức là cái lệnh tại một mức giá giới hạn đấy. Rồi tiếp theo lệnh PLO, tức là mua bán chứng khoán tại giá đóng cửa sau khi hết phiên. Sau khi hết phiên. Đó, thì đấy là PLO. Thì đây là các lệnh được sử dụng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tiên là về sàn thì có sàn HO, thì quy định 9 giờ đến 9 giờ 15 là phiên mở cửa. Từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 30 là phiên khớp lệnh liên tục đây, màu xanh này. Được chưa? Thì từ 9 giờ đến 9 giờ 15 phiên mở cửa thì gồm có lệnh LO và ATO có hiệu lực. Tức là ví dụ quý vị mua lệnh giới hạn chẳng hạn. Quý vị đặt giá 61 FPT chẳng hạn, khớp mà không khớp thôi, hoặc là ATO giá nào cũng khớp. Thì đây là lệnh có hiệu lực là LO và ATO. Tiếp theo từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 30 lệnh trong phiên liên tục này thì có lệnh LO và MP là phát huy tác động. Theo MP thì quý vị đặt phát mua giá nào quý vị mua. Còn LO là mua với một mức giá xác định trước. Rồi, nghỉ trưa. Rồi từ 13 giờ đến 14 giờ 30 lại phiên khớp lệnh liên tục giống 9 giờ 15 đến 11 giờ 30. Thì lúc ấy lại có lệnh LO và MP phát huy tác động. Và 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 thì gọi là phiên đóng cửa, nó cũng tương tự với phiên mở cửa. Thì có lệnh LO và ATC là phát huy tác động. Thì từ 14 giờ 45 đến 15 giờ người ta gọi là phiên ngoài giờ đấy, tức là ngoài giờ chính thức thì thị trường chính thức thì đóng cửa. Tuy nhiên có cái giao dịch thỏa thuận. Và giao dịch thỏa thuận thì người ta thường diễn ra với những lô lớn, những nhà đầu tư lớn với nhau. Thì thông thường nhà đầu tư cá nhân thì không quan tâm đến cái phiên này lắm. Tiếp theo đối với sàn HNX thì nó không có phiên ATO, không có phiên mở cửa đấy. Thì nó khớp lệnh liên tục từ 9 giờ đến 11 giờ 30 luôn. Thì các lệnh có hiệu lực ở sàn HNX gồm có LO, MTL, MOK, MAK. Nhưng mà tôi khuyên quý vị là chỉ nên dụng lệnh LO thôi. LO thôi. Và 11 giờ 30 đến 11 giờ thì vẫn là nghỉ trưa. Và 1 giờ đến 2 giờ 30, 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều thì nào cũng là phiên liên tục. Tiếp theo 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 này là phiên đóng cửa giống như của HOSD. Và từ 14 giờ 45 đến 15 giờ là phiên sau giờ thì có lệnh PLO, tức là mua chứng khoán tại giá đóng cửa khi hết phiên. Đó, nhưng mà rất ít người ta sử dụng những cái đó. Tiếp theo ở upcom thì từ 9 giờ đến 11 giờ 30 liên tục và có lệnh LO là được phép ở đây thôi. Và tiếp theo là 11 giờ 30 đến 13 giờ là nghỉ trưa, 13 giờ đến 15 giờ là lệnh liên tục, phiên liên tục thì có lệnh LO. Đó, thì trên đây là các loại lệnh và nó có hiệu lực vào từng thời điểm nhất định. Nhìn qua và chúng ta vừa nghe qua tôi trình bày thì có vẻ là nó khá phức tạp và rất là mệt mỏi đúng không ạ? Tuy nhiên tôi có một cái chia sẻ với quý vị này. Với kinh nghiệm gần 14 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi nhận thấy rằng quý vị và các bạn chỉ cần thuộc một loại lệnh thôi là quý vị và các bạn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Đó chính là lệnh LO, lệnh giới hạn. Thì thông thường khi người ta dùng ATC hay ATO là người ta muốn mua bằng được, muốn tranh bằng được hoặc muốn bán bằng được. Thì thay vì đó thì chúng ta có thể dùng lệnh LO cũng được. Tức là chúng ta muốn mua bằng được chúng ta hãy đặt giá trần, muốn bán bằng được hãy đặt giá sàn. Thì về cơ bản nó cũng có cái hiệu lực gần như tương đương. Hay là lệnh MP chẳng hạn. Lệnh MP chẳng hạn thì lệnh này thì càn quét luôn trên thị trường. Thì nếu thích như vậy thì tôi có thể áp dụng cái lệnh gọi là lệnh LO, lệnh giới hạn. Đó là lệnh đặt giá mua giá trần. Hoặc là thích bán thì đặt bán giá sàn. Đúng không ạ? Thì nó đều có hiệu lực rất là khỏe, rất là tốt. Thì quý vị và các bạn không nhất thiết phải thuộc tất cả các loại lệnh này đâu ạ. Nếu quý vị và các bạn chưa thạo về nó, chưa hiểu rõ về nó thì hãy dùng một loại lệnh duy nhất thôi, đó là lệnh giới hạn. Tức là quý vị đặt mã cổ phiếu này, khối lượng cần mua này và đặt giá vào đấy là thôi. Thế như vậy là được rồi. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về bảng các loại lệnh trên 3 sàn giao dịch chứng khoán có thể áp dụng. Thì hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn ứng dụng vào việc đầu tư của mình, đặc biệt là những cái nhà đầu tư mới, nhà đầu tư F0 ạ. Thì chúc quý vị và các bạn thành công trong đầu tư cổ phiếu.